Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Em mới về Camry cho anh chị nè. Cho anh chị đang tìm một chiếc xe phân khúc D rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn, xe Nhật nhập khẩu nguyên chiếc, rất là bền bỉ và không kém phần sang trọng. Đây là Toyota Camry máy 2.5 bản Q, đây là bản cao cấp nhất nè anh chị, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe này máy Nissan màu đỏ biển Sài Gòn. Xe này là mới lăn bánh chỉ có 37.000 cây số thôi anh chị, một chủ mới từ đầu luôn. Đây một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Xe Toyota Camry đời này thì thiết kế gần như thay đổi hoàn toàn luôn. Thiết kế rất là đẹp luôn chị. Màu đỏ nhìn rất là bắt mắt ha. Phía sau là bô kép, có cảm biến, có cam lùi. Đây chị nhìn thiết kế nè. Đó, nhìn rất là trường xe đẹp ha. Có chữ Camry, logo 2.5Q ở đây. Để mở cốp cho anh chị xem. Đó. Phân khúc D thì cốp siêu rộng rồi. Xe này dài gần 4m9. Bánh sô cô chưa lăn luôn nè anh chị. Đây, bánh sô cô dưới chưa lăn nè, độ nghề chưa xài một lần nè. Đó. Xe này mới lắm. Xe này mới về bên em rửa sơ một phát lại lên sóng liền cho anh chị xem. Không cần làm bất cứ gì hết. Lúc giao thì bên em sẽ thay nhớt, bảo dưỡng, chăm sóc xe sạch đẹp tươm tất và đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho anh chị ha. Cho anh chị xem tiêu hao nhiên liệu nè. Máy 2.5 chạy trong phố là 11.29 lít, chạy kết hợp là 7.56 lít và chạy đường trường nè anh chị. Chỉ có 5.4 lít thôi. Siêu tiết kiệm luôn ha. Đây, mâm to bản vỏ Bridgestone, vỏ theo xe nha anh chị. Đây cho anh chị xem vỏ nè. 0719. Đó, vỏ theo xe. Vỏ còn khá dày á. Vỏ này anh chị đi cũng được 20.000 nữa. Đây cầm thắng nè. Đó, còn ánh màu luôn. Cái mâm này nhìn đẹp quá ha. Đó, nhìn rất là sang. Mâm này là mâm 18 inch nha anh chị. Đó. Những cái chi tiết này nhìn cái xe nó ánh lên rất là đẹp. Cho anh chị nào thích màu đỏ. Bản Q là có rèm nè anh chị, có rèm cửa, rèm phía sau. Bốn cửa là lên xuống một chạm hết. Đây chị nhìn những chi tiết cửa nè. Bước lên bước xuống nè. Đây ghế nè, mới tinh nè. Đây Camry hàng ghế sau là ghế dành cho chủ tịch đây. Có thể điều chỉnh được. Đây có thể điều chỉnh được rèm, nhiệt độ. Có điều chỉnh được hai ghế trước luôn. Đó. Rất là xịn sò chị ha. Ở trong này là có tủ lạnh nữa nè. Camry thì mẫu mới này quá sang, quá đẹp luôn á chị. Thiết kế thay đổi gần như là hoàn toàn. Đây có cửa sổ trời luôn nè. Đó, chủ tịch phía sau có thể điều chỉnh được ghế của hàng ghế trước. Đây, chị nhìn nè. Rất mới luôn anh chị. Xe này ông chủ này ông đổi xe gần như là mười mấy lần nữa. Đi để trải nghiệm thôi. Đổi xe liên tục luôn. Đây, xe mới lắm. Ở nhà lúc nào cũng 4-5 chiếc xe. Đóng cửa nè. Đó. Xe này trang bị hai ghế điện nha anh chị. Ghế tài là điều chỉnh 10 hướng. Ghế phụ là 8 hướng và có nhớ vị trí ghế nữa nè. Đó, bốn kính là lên xuống một chạm hết. Đây, mở kính cân bằng điện tử. Đây là phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng này chị, hàng ở 40.000 cây số nè. Toyota Long An. Xe này ở Củ Chi ha. Giáp ranh với Toyota Long An thì khách hàng làm ở Long An. Xe này trang bị 7 túi khí an toàn. Có 3 chế độ lái nè anh chị. Eco tiết kiệm nhiên liệu nè, Normal và Sport nè. Có chế độ Horn giữ xe, phanh tay điện tử. Đây, cụm điều khiển ở đây anh chị thấy đẹp không? Điều hòa là 3 vùng độc lập luôn, chứ không phải 2 vùng đâu. Màn hình đó, trang bị tới 9 loa JBL. Rất là xịn sò. Đây 37.000 cây số nè anh chị, chuẩn á. Vô lăng nè. R còn độ nhám luôn, rất sướng. Và xe còn mùi thơm luôn. Có lẫy số vô lăng nè, đèn tự động, gạt mưa tự động. Ra lệnh bằng giọng nói nữa. Đây, anh chị nhìn ghế tài nè, ghế phụ nè. Đó. 7 túi khí an toàn. Rất xịn sò. Đây cho anh chị xem. Xe này đang được chào bán với giá là 899 triệu nha chị. Camry 2.5Q 2019. Xe này lúc mua mới giá niêm yết là 1.235 triệu. Lăn bánh ở Sài Gòn là khoảng 1.370 triệu. Chưa tính bia kèm lạc ha. Có thể để bia cộng lạc là hơn 1.4 tỷ. Xe này anh chị mua bây giờ tiết kiệm lên quanh khoảng 500 triệu rồi. Xe lướt. Rất là mới luôn anh chị. Xe này sơn zin còn nhiều lắm. Anh chị nhìn nước sơn nè. Đó, đỏ long lanh luôn. Hệ thống đèn là full led hết. Có thể điều chỉnh được. Đây, anh chị nhìn nè, trái đèn nè. Mới tinh nè. Thiết kế vuốt lại nhìn sắc nét quá ha. Rồi, để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Đây, máy xe nè anh chị. Đó, máy xe làm rất là gọn gàng. Xe Nhật thì làm nhìn rất là đơn giản ha. Nhưng mà cực kỳ bền. Đây, anh chị nhìn cục máy nè. Những chi tiết ốc nó còn ánh màu luôn anh chị thấy không? Máy 2.5 nổ rất là êm luôn. 180 mã, nhẹ nhàng tiết kiệm.
chạy đường trường chỉ 5.4 thôi anh chị, chạy đường phố là loanh quanh hơn 11 lít tí xíu đó, tùy điều kiện đường xá ha. Máy móc là nguyên zin hết á, chất lượng, hồ sơ pháp lý thì công ty sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Đây, nếu như mà anh chị nào thiện chí quan tâm thì cứ đến xem ha, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị lái thử, anh chị xem xe có thể check test nhờ bên thứ ba check thoải mái. Lúc bán ra thì công ty sẽ có văn bản cam kết có mộc đỏ công ty rõ ràng cho anh chị ha. Rồi, 899 triệu thôi, anh chị có Camry 2.5W bản cao cấp nhất, đường bộ còn rất là dài ha, đăng kiểm đường bộ tới tháng 4 2025 lận, anh chị thì thoải mái. Đây, xe mới lắm, xe này thì khó kiếm được, con xe cục đời chắc vậy anh chị. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé, qua số điện thoại 0972 608010 hoặc là 0707 272707. Xe này em vẫn làm ngân hàng được cho anh chị nha, anh chị đã quan tâm thì cứ liên hệ cho em sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều, bye bye.